cố nữ danh ca Năm Cần Thơ tên thật là Trương Thị Trắc, sinh năm 1917 tại Cần Thơ, gia nhập làng ca cổ khi còn rất là trẻ với nghệ danh ẩn dụ Năm Cần Thơ. Thính giả mộ điệu chỉ thưởng thức qua các đĩa hát, các hãng mà không ai biết tên thật của nghệ sĩ là gì. Bà mất lúc 17 giờ 55 phút ngày 24 tháng 1 tại Bệnh viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 91 tuổi. Bà là một trong những nghệ sĩ tiên phong của sân khấu cải lương, cùng thời với các nghệ nhân Ba Bến Tre, Tư Bé, Ba Vĩnh Long, Năm Phòi, Ba Giáo. Bà có công góp phần phổ biến bài vọng cổ và cổ Hoài Lang của soạn giả Cao Văn Lầu. Sau đó các soạn giả phát triển thành bài vọng cổ nhịp 4, nhịp 8, 16 và 32. Bà nổi tiếng với giọng ca ngọt ngào, khẳng khái, mở đầu cho phong trào nghe máy hát băng đĩa của Pháp đầu tiên sản xuất tại Sài Gòn vào những thập niên 1940 của thế kỷ 20. Khán giả mộ điệu nhớ đến bà qua các bài ca cổ Thổi Ba Công Chúa, Hiếu Tình Trung Nghĩa, Đất Kỷ Thọ Hình và nổi tiếng nhất là bài Chim Họa Mi, bài ca cổ đầu tay của soạn giả Viễn Châu. Bà chính là người có công phát hiện, giới thiệu sầu nữ Úc Bạch Lan thu đại tiếng nói Pháp Á vào năm 1943, giới thiệu kép Minh Chí, ông vua Sàng Xê về thu đĩa. Vai diễn nổi tiếng của bà đó là Đắc Kỷ trong vở Đắc Kỷ Thọ Hình, Tào Tháo trong Huê Dung Đạo. Bà thì có ba người con, nhưng chỉ có một người con gái theo nghề, đó là nghệ sĩ Kim Hà, và cháu gái của bà là ca sĩ Hà My. Tang lễ của nghệ sĩ Năm Cần Thơ được tổ chức tại Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 1 hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào những năm 1940-1950, trong làng cổ nhạc Nam Bộ, tên tuổi nữ danh ca cô Năm Cần Thơ nổi danh khắp nơi với giọng ca vàng thu đĩa và hát trên sóng phát thanh chứ không lên sân khấu biểu diễn. Cùng thời vàng son rực rỡ này thì còn có danh ca Lệ Liễu, cô Năm Sa Đéc, cô Ba Trà Vinh là những giọng hát làm say đắm lòng người, nhưng rất ít người được ngắm dung mạo. Lần đầu tiên tôi gặp cô cũng không phải trên sân khấu cải lương mà trong một cái túp lều đơn sơ ở công viên Tao Đàn của Thành phố Hồ Chí Minh cách nay đã rất nhiều năm. Cố nữ danh ca Năm Cần Thơ tên thật là Trương Thị Trắc, bà sinh tại Cần Thơ. Người mộ điệu thời ấy ở miền Nam thì rất ghiền cái giọng hát của cô Năm Cần Thơ. Khi nghe cô ca đọc những bản như là Thổi Ba Công Chúa, Đất Kỷ Thọ Hình và các bộ đĩa hát tuồng. Trước năm 1945, cô Năm Cần Thơ thì nổi tiếng là danh ca trong quán Đức Thành Hưng bên hông chợ Bến Thành ở Sài Gòn, được khán giả ái mộ với giọng ca khỏe khoắn, cao chót vót và phong cách rất là phong lưu tài tử. Trong 3 thập niên 30, 40 và 50, các đài phát thanh Pháp Á, đài phát thanh Sài Gòn dành chương trình chiều thứ tư và thứ bảy hàng tuần để phát chương trình cải lương với những giọng ca huyền thoại đương thời cho khán giả thưởng ngoạn, như là cô Năm Cần Thơ, cô Tư Sạn, cô Tư Bé, cô Ba Trà Vinh, Ba Vĩnh Long, cô Ba Bến Tre, nam danh ca Tám Thưa, Tám Bằng, Ba Giáo, Năm Phòi, Tư Xe, Minh Chí, Quang Phục là những cánh chim đầu đàn của sân khấu cải lương. Có người còn kể lại, vào khoảng cuối những năm 1946 và đầu những năm 1947, một số nghệ sĩ ở thành phố được tổ chức vào chiến khu hát phục vụ quân dân kháng chiến khu Bảy Nghe. Tại đây thì danh ca Năm Cần Thơ đã hát lớp vọng cổ Bể Hận Quyết Lắp Cho Bằng do nhạc sĩ Hai Dậu đờn kìm, nhạc sĩ Tấn Thình đơn guitar khiến mọi người say mê. Thời đó thì cô Năm Cần Thơ còn được mệnh danh là Họa Mi vì ca rất là hay, 20 câu vọng cổ có nhan đề Chim Họa Mi, một sáng tác đầu tay của soạn giả nổi tiếng Viễn Châu vào đầu những thập niên 50. Danh ca Năm Cần Thơ hát lần đầu chinh phục tất cả người mộ điệu khó tính
tại quán Lệ Liễu trong Vũ trường Thị Nghè, Sài Gòn. Thời gian này thì có tờ báo còn viết cô Năm Cần Thơ là một nữ hoàng sàn xê, ý chỉ nữ nghệ sĩ số 1 về ca cổ các bản oán. Trong sự nghiệp ca hát, cô Năm Cần Thơ còn được tướng Bãi Viễn cho mở quán nhậu ca cổ nhạc tên quán Họa Mi trong khuôn viên khu giải trí Sông Bạc Đại Thế Giới, Chợ Lớn, quận 5. Vào những năm đầu những thập niên 50 của thế kỷ trước, tại quán thì ngoài những ca nghệ sĩ nổi tiếng còn có dàn thầy đờn cổ nhạc hùng hậu như nhạc sĩ Sáu Tửng, Hai Thơm, Ba Khuê, Mười Lương, chồng của danh ca Năm Cần Thơ. Chính nhạc sĩ Mười Lương đã dạy nghề cho người học trò xuất sắc của mình là Herlandry Trần Quang, sau này thành danh với giọng ca luyến lái chứa đậm chất trữ tình của danh ca Năm Cần Thơ với nghệ danh Hữu Phước. Cũng tại đây, hàng đêm có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ thường xuyên lui tới ca hát và cũng đã có rất nhiều đại gia lừng danh như là Hắc Công Tử, Bạc Liêu, Bạch Công Tử, Mỹ Tho thường xuyên lui tới, và cũng đã có nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng sau này như Úc Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Được, Úc Bạch Lan, Kim Chưởng, Thanh Hương tỏa sáng trên sân khấu và dĩa hát vào những năm 60 của thế kỷ trước. Khi những người trẻ lên ngôi thì cũng là lúc thế hệ tiền bối như cô Năm Cần Thơ, cô Ba Trà Vinh, cô Năm Sa Đéc lui vào sau hậu trường, nhường chỗ cho những đào kép trẻ tài danh, lui khỏi màn nhung sân khấu sống ẩn dật khoảng 10 năm. Đến năm 1974, cô Năm Cần Thơ quay về lại với sông nước xứ Cần Thơ, mở cái quán nghệ sĩ trên đường Trần Quy Cáp với sự cộng tác của danh cầm mù Di Trì, nên thu hút khá đông khán giả mộ điệu lui tới thường xuyên. Từ năm 1975, không một khán giả mộ điệu nào biết nữ danh ca Năm Cần Thơ trôi dạt nơi đâu. Những nghệ sĩ lừng lẫy một thời như là Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Mộng Tuyền, Bạch Tuyết, loáng thoáng đâu đó người đời còn bắt gặp trên sân khấu màn ảnh và ngoài đời thường. Nhưng thế hệ vàng tiền bối rút lui sau tấm màn nhung để sống một cuộc đời ẩn dật, lặng lẽ. Cho đến năm 1994, có người phát giác ra danh ca Năm Cần Thơ chính là bà lão gầy gò, ốm yếu đang sống cô độc trong một cái túp lều được che bằng những tấm bạt ni lông cũ mềm trong một cái góc của công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là căn nhà cuối cùng, hay đúng hơn là căn lều tạm che mưa nắng của người nữ nghệ sĩ một thuở huy hoàng rực rỡ. Người nghệ sĩ càng phong lưu trong sự nghiệp ca hát bao nhiêu thì cũng lắm đoạn trường, lắm phong trần trong cuộc đời bấy nhiêu. Nghệ sĩ như kiếp con tầm, nhã tơ để trả nợ đời. Vậy mà danh ca Năm Cần Thơ vẫn chưa bao giờ dệt đủ cho mình một cái chiếc áo ấm để mặc cuối đời. Sau khi phát hiện cô Năm Cần Thơ đã có nhiều lần ban ái hữu hội sân khấu Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ quận 8 xin gước cô về an dưỡng, chăm sóc để sống hết những ngày cuối đời với nghệ sĩ già, cô đơn. Nhưng cô đã từ chối, có lần cô còn trốn biệt vì sợ tụi nhỏ bắt về. Cô nói, vô trỏng khỏe thì có khỏe, nhưng chật vật lắm, đi đâu về đâu cũng phải trình thưa, không tự do chút nào. Năm, cô thường xưng như vậy, từ trước tới giờ sống tự do quen rồi. Năm muốn đi đâu thì đi, muốn tấp chỗ nào cũng được. Cô muốn sống phong lưu tài tử, rong chơi mà không thích bất cứ sự ràng buộc nào. Con cháu trưởng thành cũng chính là lúc cô dường như trút hết gánh nợ cuộc đời để sống vui với bạn bè qua ly cà phê sáng, tô bún mì, chơi vài ván bài với bạn già trong cái góc công viên. Và cũng từ đó, cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên được ban ái hữu hội sân khấu trợ cấp hàng tháng khoảng 200.000 đồng, cộng thêm tiền lì xì của em cháu nghệ sĩ mến mộ cô thường tạt ngang ghé thăm. Chính một ông nghệ sĩ nay đã ra người thiên cổ đã nhờ tôi chở đến công viên Tao Đàn để biếu chút tiền cho nữ danh ca Năm Cần Thơ, nên cũng từ đó tôi được biết đến người nghệ sĩ tài danh này. Trở lại sân khấu lần sau cùng trong chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 5 tại Đầm Sen, khán thính giả yêu danh ca Năm Cần Thơ được dịp mãn nhãn với sự trở lại của nghệ sĩ tài danh dù ở tuổi 80. Cô ca bản Phú Lục
kể lại tích nàng Kiều, nổi trôi số phận nghe vẫn rắn rỏi, uyển chuyển làm cho cháu con nhớ lại cái thời huy hoàng của nữ nghệ sĩ lừng danh này. Với cái chất giọng phong lưu tài tử của người Tây Đô tạo nên sự hài hòa, đan quyện vào nhau như phả chất đồng quê vào cái sông nước Phù Sa để tạo ra những cái khúc xuân tình, phú lục, tây thi, cổ khúc Nam Giang, trường tương tư, bình sa lạc nhạn, làm sai liệm hồn bốn phương tri kỷ tri âm. Rồi kiếp tầm một lần nữa nhả những sợi tơ cuối cùng vì nợ lá dâu. Cô Năm Cần Thơ được mời đến các quán nghệ sĩ của nghệ sĩ Bảo Anh, danh cầm văn giỏi, vua hề văn hường để hát giao lưu. Cho đến ngày 24 tháng 1 năm 2007, nữ nghệ sĩ lừng danh Năm Cần Thơ đã trút hơi thở cuối cùng. Ngoài người chồng là nhạc sĩ Mười Lương, cô Năm Cần Thơ còn có hai người con gái cũng là hai nghệ sĩ tài danh lúc bấy giờ, đó là nghệ sĩ Kim Chừng và Kim Nên, sáng bừng trên sân khấu cải lương Tăng Thiếu Niên, Kim Khánh và Kim Chuông. Cô Kim Nên còn là vợ của danh ca Kim Soạn Giả Chiêu Anh của Đài Phát Thanh Sài Gòn và cũng là thân mẫu của nam danh ca hải ngoại Thái Châu. Vợ chồng của danh ca Năm Cần Thơ còn có những công chúa theo nghiệp ca cải lương cũng nổi bật trên sân khấu được nhiều người biết đến. Cô con gái lớn là nữ nghệ sĩ Kim Chi, vợ của nghệ sĩ soạn giả Đào Việt Anh, Đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Kim Chi từng cộng tác với đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, cô thừa hưởng chất giọng đồng trời phú mượt mà của người mẹ danh tiếng Năm Cần Thơ. Sắc vóc thì rất sáng trên sân khấu nhưng không thể vượt qua nữ hoàng nhan sắc ngọc ngà cùng đoàn hát như là Thanh Nga, Thu Ba, Ngọc Nuôi. Cô Năm Cần Thơ thì còn có hai cô con gái là hai nghệ sĩ tài danh khác, đó là nghệ sĩ Kim Hà và Mộng Thu, từng có một thời sáng trời trên sân khấu Kim Hoàng, Như Mai, Kim Chung, để lại trong lòng người ái mộ những cái vai diễn và giọng ca đi vào lòng người. Hiện tại thì cô gia nhập đoàn cải lương Hương Tràm của Cà Mau, trở thành đào chánh cùng diễn cặp với kép nam Hoàng Nhất trong các vở tuồng cải lương Như Lan và Điệp, Nửa Đời Hương Phấn, Tô Hiến Thành Sự Án, Nợ Tình. Bà con mới rước tôi đi ca đình miếu, sau này ở trên Sài Gòn á, mấy xuống rước lên tỉnh, rồi tôi mới là theo nghề nghiệp, thành ra tôi mới để cái xứ sở của mình cho có tiếng là vì tôi để Năm Cần Thơ. Tôi nổi tiếng nhiều bản lắm, nhưng mà tôi thích có một câu này thôi. Dạ muôn tâu bệ hạ như chim hòa mi ngày này. Là thầy thân nghệ sĩ giang hồ, sông dân chợ nơi chẳng bạc vô vàng. Nay thần hạ dời trước đèn kim loan, để cho thanh hoàng thưởng thức mây phúc cũng thương não mẹ.